Tao có cái này sẽ giúp mày kể cả ngày đây. Cái gì thế? Đây, một bình gặp nhau cuối tuần. Bóng cười. Chơi bóng cười là dở rồi. Bỏ đi My Pro. 82 phút đã chơi. Trường thì lên cho anh cái ảnh. Vâng, một trận đấu cực. De Paula và Bùi Tấn Trương. Cú sút quá tốt. Tấn Trương đã đoán đúng hướng. Nhưng cú sút vừa rồi của De Paula vừa hiểm lại có lực rất căng. Và như vậy là trận đấu đang có tỷ số hòa 1-1. Bàn thắng đầu tiên của De Paula ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cho đội tuyển Malaysia. Có những pha nản với trọng tài Sato với quyết định thổi phạt đền. Để dẫn trước với tỷ biệt lớn hơn một bàn nhưng đã bỏ lỡ. Và quyền vào bóng thứ ba và cuối cùng lỗi của Krasniqi. Huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra rất bực tức với tình huống phạm lỗi vừa rồi của cầu thủ Nhật Tịch bên phía Malaysia và cũng ngay lập tức chiếc thẻ vàng đã được rút ra dành cho Krasniqi. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng, đội tuyển Việt Nam chỉ còn cách chiến thắng ít phút nữa thôi. Một trận thắng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam gần như cầm chắc tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba. Và cũng đồng nghĩa việc Malaysia bị loại. Những phản ứng rất quen thuộc từ phía huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông luôn bảo vệ các học trò của mình hết mình. Một cầu thủ quá cao to như Krasniqi với những tình huống phạm lỗi vừa rồi với một cầu thủ nhỏ con như Hồng Duy rất dễ có thể gây ra chấn thương. Và đó là lý do phản ứng của huấn luyện viên Park Hang-seo quyết liệt như thế nào. Và bây giờ chúng ta thấy sự xuất hiện trên sân của Văn Toàn. Trọng Hoàng đã có dấu hiệu bị xuống sức và anh là người rời sân để nhường vị trí cho Văn Toàn, và cùng với đó là Hà Đức Chỉnh. Bây giờ sẽ là những sự thay đổi để gia tăng sức tấn công của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hà Đức Chỉnh vào thay thế cho vị trí của Tiến Linh. Theo quy định thì ở các trận đấu vòng loại World Cup giai đoạn này, các đội tuyển vẫn được thay 5 người trong một trận đấu sau 3 lượt thay người. Sự thay đổi cho thấy quyết tâm giành 3 điểm của huấn luyện viên Park Hang-seo. Bây giờ là thời điểm chúng ta đang chờ đợi vào những tình huống bứt tốc của Văn Toàn. Và cùng với đó là Đức Trình nữa. Dan Kunz. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Bất cần. Không được. Cú dứt điểm ở góc hẹp không thực sự hợp lý của Phạm Văn Đức. Những tình huống như vừa rồi thì những pha xuống đáy truyền ngược trở lại hoặc những đường truyền ngang có lẽ sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho đội tuyển Việt Nam để có được bàn thắng. Thì chúng ta cũng có thể hiểu được phần nào sự nôn nóng của Phạm Văn Đức khi mà anh chưa có được bàn thắng nào tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cho đội tuyển Việt Nam. Đức Huy, một cú lấy rất nhanh của Đức Huy. Đường chuyền về của Duy Mạnh. Văn Toàn, pha chạm bóng trước đó rất hay là của Hoàng Đức. Văn Toàn. Văn Toàn đã gỡ penalty. Vào sân có lẽ chỉ hơn một phút thôi nhưng Văn Toàn đã mang về quả penalty cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Một quyết định đưa ra rất nhanh chóng của trọng tài người Nhật Bản Sato. Quyết định rất dứt khoát của ông Yuji Sato. Sự nhanh nhẹn của Văn Toàn là thứ vũ khí rất nguy hiểm. Và ngay lập tức sau khi anh vào sân, mặc dù chưa có được thể trạng tốt nhất do đã bị dính chấn thương hông và vai ở trận đấu gặp đội tuyển Indonesia. Giờ thì chúng ta có cơ hội để một lần nữa vươn lên dẫn trước.
Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống phối hợp. Văn Thanh là người chuyền bóng. Trọng tài quan sát rất nhanh một tình huống cài chân của cầu thủ Malaysia đối với Văn Toàn. Lại là một quyết định thổi phạt 11m chính xác nữa của trọng tài người Nhật Bản. Cơ hội để đội tuyển Việt Nam lần thứ hai vươn lên dẫn bàn và tiến rất gần tới chiến thắng. Đội trưởng Quế Ngọc Hải sẽ là người đứng trước cơ hội giúp chúng ta vươn lên dẫn bàn một lần nữa. Quế Ngọc Hải là chuyên gia thực hiện những quả 11m cho đội tuyển Việt Nam và chúng ta cùng chờ đợi cái duyên và sự sắc sảo của anh từ chấm 11m. Sẽ là những cú nhảy đá chân sáo hay là những cú ra chân với lực mạnh của Quế Ngọc Hải đây, chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Một chút tiểu xảo về tâm lý của đồng Paula. Anh đang làm cố gắng để tạo sự mất tập trung và ức chế từ phía đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Có vẻ như là một lời thách thức với Quế Ngọc Hải chăng? Và trước đó đồng Paula đã thực hiện thành công quả penalty cách đây ít phút. Nhưng để khiêu khích với một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Quế Ngọc Hải thì có lẽ là thừa. Rất hồi hộp. Quế Ngọc Hải dứt điểm rất chính xác, tỷ số là 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Tuyệt vời, tuyệt vời. 82 phút đã trôi qua, chúng ta lần thứ hai có lợi thế dẫn bàn. Vừa rồi thì thủ môn của Malaysia Farizan Marias cũng đã đoán đúng hướng, thậm chí là còn chạm được tay vào bóng. Nhưng cú ra chân của Quế Ngọc Hải là với lực quá căng và chạm tay của thủ môn Farizan chưa đủ để có thể giúp cho anh đẩy được quả 11m của Quế Ngọc Hải. Bàn thắng thứ hai của trung vệ đội trưởng bên phía đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, và nó đang mở ra một cơ hội rất lớn để cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta hoàn thành mục tiêu ở trận đấu đề ra. Ở trận đấu này đó chính là chiến thắng với 3 điểm trọn vẹn, và bàn thắng này lại giúp cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta trở lại với ngôi vị đứng đầu của bảng G với 2 điểm nhiều hơn đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đó là những diễn biến hết sức kịch tính trong khuôn khổ bảng G. Quế Ngọc Hải đã có một cú dứt điểm hết sức lạnh lùng, đưa đội tuyển Việt Nam lấy lại lợi thế. Và một màn ăn mừng cũng hết sức cảm xúc. Lợi thế. Phút đá bù giờ thứ 6. Chiếc bóng là Nasmi. Bóng đã được phá lên. Hết sức. Chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. 3 điểm nữa cho thầy trò huấn viên Park Hang-seo. Và chúng ta tiếp tục dẫn đầu bảng G. Vâng, một trận đấu cực hay, kịch tính và hấp dẫn. Và đội tuyển chơi hay hơn. Không phải chúng ta là người Việt Nam mà chúng ta nói như vậy. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta có thể kiểm soát bóng không bằng Malaysia, nhưng lối chơi là rất rõ ràng, những pha phù hợp là đồng điệu hơn và số cơ hội nguy hiểm là nhiều hơn so với đối thủ, và chúng ta xứng đáng với việc có được 3 điểm trọn vẹn ở trận này. Mặc dù đây là một trận đấu rất khó khăn, cực kỳ khó khăn, đã có thời điểm chúng ta đã để tuột mất vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng vào tay của đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng với việc có được chiến thắng 2-1, sở hữu 3 điểm trọn vẹn và đang tạo ra cách biệt đến thời điểm này là 2 điểm với đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Với chiến thắng này thì gần như đội tuyển Việt Nam cầm chắc tới khoảng 80% tấm vé vào vòng loại thứ 3. Tất nhiên chúng ta vẫn phải chờ đợi kết quả của những bảng đấu khác. Ngược lại, Malaysia chính thức bị loại. Trận đấu cuối cùng với đội chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ phân định đội bóng nào dẫn đầu bảng G. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây xin mời quý vị cùng trở lại với trường quay S12 để theo dõi phần bình luận sau trận đấu của Đài Truyền hình Việt Nam.